Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng chào mừng năm APEC Việt Nam 2017, đồng thời là cầu nối xúc tiến thương mại hiệu quả giữa Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và quốc tế. Và đây cũng là chủ đề xuyên suốt hội chợ thương mại quốc tế lần thứ 27 Việt Nam Expo 2017. Trải qua hơn 2 thập kỷ, hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam Expo được ghi nhận là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, là nơi giao thương mang lại hiệu quả kinh tế cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cả các tập đoàn lớn, nơi thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, nhiều giao dịch được thực hiện trong mỗi kỳ hội chợ với giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ được thực hiện. Hội chợ lần này với cái khẩu hiệu là gì, là nắm bắt thời cơ, hợp tác và cùng phát triển, thì chúng ta đã chào đón hơn 130 doanh nghiệp từ Hàn Quốc, vì Hàn Quốc năm nay là quốc gia danh dự của hội chợ lần này. Và chúng ta rất mong muốn hội chợ lần này sẽ là một cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng với các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới cùng hợp tác, cùng phát triển, cùng giới thiệu các sản phẩm cho nhau, qua đó là thúc đẩy xuất khẩu của nhau. Việt Nam Expo 2017 là sự đa dạng về ngành hàng trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam. Hội chợ năm nay thu hút hơn 500 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng đến từ 16 tỉnh thành của Việt Nam, 23 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Algeria, Ấn Độ, Đài Loan, Đức, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, v.v. Năm nay, Hàn Quốc được mời là quốc gia danh dự nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc. Đồng thời, đây cũng là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Năm nay là một năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và Hàn Quốc được mời là quốc gia danh dự tham dự Expo lần này, thì và đồng thời cũng là quốc gia có số doanh nghiệp tham gia nhiều nhất trong số các quốc gia tham gia tại hội chợ. Thì tôi cho rằng đây là một cái điều có ý nghĩa rất là to lớn để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng thời cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng tôi có thể giành được cái sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam, và đây cũng sẽ là cái cơ hội để cho các khách hàng của Hàn Quốc có thể tìm hiểu được về những cái tính ưu việt, những cái sản phẩm có tiềm năng của Việt Nam, và đó thì sau này sẽ trở thành một cái cơ hội để đóng góp cho việc thúc đẩy sự tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tiêu biểu của hội chợ năm nay là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam Velour. Các sản phẩm được chú trọng đặc biệt về chất lượng, mẫu mã và giá thành cạnh tranh, thuộc những ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam như là nhựa công nghiệp, nhựa gia dụng, xăm lốp và các sản phẩm từ cao su, dây và cáp điện, điện, điện tử, máy móc thiết bị, sản phẩm chế tạo, chế biến, thủ công mỹ nghệ, v.v. Tiếp nối thành công của gian hàng hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm Việt Nam Hàn Quốc, năm nay, khu gian hàng này lại gây ấn tượng với không gian thiết kế đầy sáng tạo và độc đáo, tạo sự thu hút cho các sản phẩm trưng bày. Tại khu gian hàng, các chuyên gia thiết kế hàng đầu của Hàn Quốc và Việt Nam đã tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp Việt Nam về nghiên cứu nhu cầu thị trường, phát triển ý tưởng, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, v.v. Hội chợ lần này được tổ chức quy mô rất là lớn, với các gian hàng thì rất là đa dạng, rồi các cũng đa dạng về các nước tham gia. Thì nếu mà sau này mà có cơ hội thì rất là mong rằng được tiếp tục tham gia những triển lãm như thế này. Thì tham gia cái hội chợ lần này, đặc biệt là tham gia cái chương trình gian hàng thiết kế, thì công ty mong muốn rằng sẽ được học hỏi, nghiên cứu những thiết kế mới theo xu hướng hiện đại và đồng thời phù hợp với thị trường quốc tế, để mình theo đó mình điều chỉnh những cái thiết kế cho nó phù hợp để mà vươn ra thị trường bên ngoài một cách vững chắc nhất. Bên cạnh đó, khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam, các khu trưng bày của các quốc gia và vùng lãnh thổ, các khu trưng bày của các tổ chức xúc tiến thương mại, các địa phương và cả các gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc, tạo nên một không gian giao thương chặt chẽ nhưng vẫn rộng mở. Hy vọng rằng Việt Nam Expo sẽ luôn là nơi giao thương kinh tế hiệu quả cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng cường xuất khẩu và mở rộng thị trường, nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cho các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, và cũng là nơi tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế.